Xin chào tất cả mọi người. Trong bài số 19 nói về một số vấn đề ngữ pháp căn bản để chúng ta tìm hiểu các cách dùng của chữ cờ. Bạn có biết tất cả các cách dùng của chữ cờ hay không? Chúng ta nhìn vào đây thì sẽ thấy nó có khá nhiều cách dùng. Thứ nhất, nó có thể là một đại từ nghi vấn, pronom interrogative. Nó có thể là một đại từ quan hệ, pronom relative. Nó có thể là một trạng từ cảm thán, adverb exclamative. Và nó có thể là liên từ dẫn tới một câu phụ, conjunction de subordination, liên từ dùng trong cấu trúc để so sánh, conjunction de comparaison, liên từ dùng ở trong mot subjonctif, và sau cùng nó có thể dùng ở trong các cách nói, ne cờ là chỉ, se cờ là để nhấn mạnh. Như vậy, nhìn vào trong 8 cách dùng này thì chúng ta thấy có những cách dùng rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, chúng ta đã học qua, hoặc là nếu chúng ta cần giải thích thì cũng rất là ngắn gọn. Tuy nhiên bên cạnh đó có những cách dùng khá phức tạp, chẳng hạn như là đại từ quan hệ không thể nói trong một vài phút, và nhất là số 6, conjunction của mot subjonctif ở trong trình độ A1 thì thường thường người ta không đề cập tới, phải ít nhất là A2. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cố gắng trình bày tuần tự những vấn đề này, những cái chức năng này trong mỗi bài. Và trong bài đầu tiên, chúng ta sẽ xem cách dùng của chữ cờ với ý nghĩa là một đại từ nghi vấn, pronom interrogative, chúng ta dịch là đại từ nghi vấn. Đại từ nghi vấn tức là dùng để mà hỏi. Và chúng ta hỏi là hỏi một cái đại từ, hỏi một cái sự việc gì đó, chứ không có hỏi một danh từ. Và chúng ta sẽ coi chữ mà chúng ta muốn hỏi đó đại diện là bằng một đại từ. Và đại từ ở đây là đại từ cờ. Và tôi sẽ đưa ra một số những câu hỏi dùng với đại từ nghi vấn cờ. Và sau đó chúng ta sẽ làm 10 câu bài tập. Những bài tập này cũng tương đối đơn giản, chúng ta cũng áp dụng đại từ cờ. Thứ nhất, que voulez-vous, bạn muốn gì? Que désirez-vous, cũng là bạn muốn gì? Que voulez-vous thì nó đột ngột hơn, bạn muốn gì? Hoặc là que veux-tu, que voulez-vous, động từ vouloir, bạn muốn gì? Trong khi que désirez-vous thì nói một cách lịch sự hơn, nhẹ nhàng hơn. Và đôi khi người ta không nói là que désirez-vous mà người ta chỉ nói là vous désirez. Khi chúng ta đi chợ mua các thứ thì thường thường nghe những người bán họ nói vous désirez madame, thưa bà muốn gì. Người ta không dùng đại từ cờ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta để đại từ cờ cũng được, là bởi vì các động từ này là những ngoại động từ trực tiếp. Nó cho phép chúng ta dùng đại từ cờ. Cờ là COD, bạn muốn gì, bạn mong muốn gì. Cờ cherchez-vous, bạn đang đi tìm cái gì. Cờ dites-vous, bạn nói gì vậy. Qu'avez-vous fait aujourd'hui, hôm nay bạn đã làm gì. Thường thường đây là câu nói của phụ huynh á, hỏi các đứa con đi học về, hôm nay các con làm gì, hôm nay các con học cái gì trong trường, trong lớp. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Qu'avez-vous pensé de cette conférence? Bạn nghĩ gì về buổi hội thảo này? Vậy bạn nghĩ gì về? Và đây là chúng ta có giấy từ đờ để nói về. Bạn nghĩ cái gì về buổi hội thảo này? Như vậy chúng ta vừa dùng cờ đi với các động từ transitive. Que voulez-vous? Que désirez-vous? Que cherchez-vous? Que dites-vous? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Qu'avez-vous pensé de cette conférence? Và bây giờ chúng ta dùng ở thì tương lai. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Qu'allons-nous faire maintenant? Ở đây là thì tương lai gần, future proche. Qu'allons-nous faire maintenant? Chúng ta hỏi bạn bè, những người thân của mình, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Hoặc là que faire maintenant? Ở đây người ta không dùng chủ ngữ, không dùng động từ. Và động từ để nguyên thể thì nó một cách nhanh chóng, một cách gọn nhẹ. Que faire maintenant? Ở trên thì chúng ta dùng một cách đầy đủ cơ. Qu'allons-nous faire maintenant? Ở dưới chúng ta nói tắt. Que faire maintenant? Làm gì bây giờ? Hoặc là có những cái tài liệu người ta nói là cuối tuần này ở Paris thì làm gì? Và người ta sẽ giới thiệu các cái hoạt động ở Paris. Ở cuối tuần này thì sẽ có những cái hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao gì đó. Que faire à Paris ce weekend? Cuối tuần này nếu đi tham quan Paris thì sẽ làm gì? Câu này thường thường dùng ở trong các tài liệu hướng dẫn. Chúng ta thấy ở bên trên là hiện tại hoặc là quá khứ, và đây là những câu nói về tương lai. Và đây là một cái câu rất là tiện dụng ở trong giao tiếp. Bạn làm nghề gì? Que faites-vous dans la vie? Động từ faire là làm. Dans la vie trong cuộc sống. Que faites-vous dans la vie?
trong cuộc sống bạn làm gì? Tôi tạm dịch là bạn làm nghề gì thực sự ra không có hẳn để giới hạn trong nghề. Nhiều khi mình chỉ nói là công việc chính của bạn bây giờ, bạn đang có cái chuyện gì trong cuộc sống của bạn. Thì khi chúng ta trả lời cho câu hỏi này không hẳn là đưa ra một nghề. Nhiều khi mình là sinh viên, mình chưa đi làm gì hết thì cũng trả lời được cho câu này. Tôi là sinh viên, je suis étudiant, tôi là thực tập sinh, mình chưa có nghề. Nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi bằng cái câu hỏi que faites-vous dans la vie, chứ chúng ta không thể hỏi là nghề của bạn là nghề gì, bởi vì mình không biết là người đó đã đi làm hay chưa, hay là đang trong quá trình được đào tạo. Que faites-vous dans la vie, chúng ta cần ý tới câu này để hỏi thăm người kia họ làm cái gì, tức là cái gì mà họ phụ trách chính ở trong cuộc sống bây giờ đó, họ đi học hay đi làm. Và sau đây là một số câu dùng với động từ il y a, là có. Qu'est-ce qu'il y a dans la télé aujourd'hui? Thường thường là câu hỏi này hỏi trong gia đình đó. Hôm nay trong chương trình TV buổi tối có cái gì? Qu'est-ce qu'il y a dans la télé aujourd'hui? Hoặc là qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ở trong cái túi này có cái gì vậy? Chúng ta dùng động từ il y a. Và bây giờ là dùng động từ se passer hay động từ arriver. Qu'est-ce qui se passe? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoặc là qu'est-ce qui s'est passé? Chuyện gì đã xảy ra như vậy? Những câu này chúng ta rất hay dùng trong cuộc sống. Chúng ta thấy có một cái chuyện gì, một cái hiện tượng gì, một chuyện gì xảy ra, mình hỏi qu'est-ce qui se passe? Chuyện gì xảy ra vậy? Hoặc là qu'est-ce qui s'est passé? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Động từ se passer có nghĩa là diễn ra, là xảy ra. Diễn ra nên là đang, se passer là đã. Hoặc là qu'est-ce qui t'est arrivé? Động từ arrivé là xảy đến. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé cũng được. Rồi chúng ta đổi ngôi thứ hai số ít thành ra ngôi thứ hai số nhiều cũng được. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Chuyện gì đã xảy ra cho bạn vậy? Ở trên là câu dùng cho ngôi thứ hai thân mật. Và ở dưới dùng cho ngôi thứ hai số nhiều, dùng cho những người lạ. Và sau đây là một số câu mà chúng ta rất hay dùng ở trong lớp học, ở trong đời thường cũng được, mà thường thường ở trong lớp học. Que signifie www? Ba chữ W có nghĩa là gì? Hoặc là que veut dire www? Veut dire là muốn nói, signifie là có ý nghĩa, hai câu này giống nhau, đều giống nhau hết. www có nghĩa là gì? Hoặc là chúng ta có thể nói một cách khác. www qu'est-ce que ça veut dire? Ba cái chữ này nó có ý nghĩa gì? Thì chúng ta cũng dịch là có nghĩa là gì? Hoặc là www qu'est-ce que cela signifie? Chúng ta dùng động từ veut dire muốn nói, hoặc là chúng ta dùng động từ signifier có ý nghĩa. Như vậy là bốn câu này hoàn toàn giống nhau. Hoặc là chúng ta có thể nói một cách khác nữa. Marketing có nghĩa là gì? Qu'est-ce que le marketing? Hoặc là qu'est-ce que le racisme? Racisme là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đó. Marketing là tiếp thị. Marketing là gì vậy? Qu'est-ce que le marketing? Hoặc là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Qu'est-ce que le racisme? Đây là những cái câu mà chúng ta hay dùng ở trong lớp, trong trường, trong lớp, hoặc là cũng có thể ở trong cuộc sống nữa. Và sau đây đây là một cái câu nói mà chúng ta cũng rất là hay dùng trong giao tiếp. Qu'est-ce que tu deviens? Chúng ta biết động từ devenir là trở thành, từ tình trạng này trở thành ra tình trạng khác. Qu'est-ce que tu deviens thì lại không có nghĩa là trở thành. Bạn sao rồi? Tức là bây giờ bạn đang làm gì? Tương đương với cái câu nói qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc sống của bạn? Như vậy câu này dùng để hỏi thăm một người nào đó sau một thời gian không gặp nhau. Sau một thời gian dài không gặp nhau thì mình không biết bây giờ người đó đang làm gì. Qu'est-ce que tu deviens? Và chúng ta nhớ không còn mang nghĩa là trở nên, như là cái nghĩa đầu tiên của động từ devenir. Devenir là trở thành. Bây giờ cái bạn sinh viên đó đã trở thành một thầy giáo, một bác sĩ, một kỹ sư, hết còn là sinh viên đã trở thành rồi, không có mang ý nghĩa như vậy. Chúng ta không dùng động từ devenir ở đây với ý nghĩa là trở nên, mà để hỏi xem trong cuộc sống của người kia bây giờ như thế nào. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Và tôi xin nhắc lại,
Đây là cái cách nói dùng để hỏi một người đối diện sau một thời gian không gặp nhau. Bây giờ bạn sao rồi? Qu'est-ce que tu deviens? Và bên dưới chúng ta thấy có cái cách nói là bây giờ ăn gì vào buổi tối, thì chúng ta dùng có thể dùng giới từ pour, có thể dùng giới từ au, qu'est-ce que tu manges pour le dîner, hoặc là qu'est-ce que tu manges au dîner. Chúng ta hỏi thăm một người kia đó, buổi tối thường thường bạn ăn gì, bạn ăn cơm hay ăn bánh hay ăn cháo, qu'est-ce que tu manges pour le dîner, hoặc là qu'est-ce que tu manges au dîner, dîner là bữa tối. Thì chúng ta có thể dùng hai cách này, giới từ pour hay giới từ au, cũng tương xứng như nhau. Và sau cùng chúng ta có động từ envisager, dự tính làm, có một cái dự phóng làm cái gì, envisager, có một cái dự kiến, một cái dự phóng. Qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? Bạn dự tính gì cho tương lai của bạn? Qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? Ở đây chúng ta thấy câu hỏi dùng ngôi thứ hai số ít, tức là dùng cho những người thân, có thể là bạn bè, có thể là người thân trong gia đình. Qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? Hoặc là qu'est-ce que tu envisages de faire après ton bac? Đây là có lẽ là câu hỏi giữa hai người bạn học cùng cấp 3 với nhau. Bây giờ thi tú tài xong rồi thì bạn tính làm cái gì? Có người thì đi làm, có người thì đi học, và có thể là học nghề, có thể là học ở trong các trường đại học. Như vậy chúng ta dùng động từ envisager de faire quelque chose. Ở đây chúng ta thấy có giới từ de. Envisager de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu envisages de faire après ton bac? Sau khi thi tú tài rồi thì bạn dự tính làm gì? Và chúng ta còn có động từ conseiller nữa. Conseiller quelque chose à quelqu'un. Chúng ta để ý nó có hai cấu trúc. Conseiller quelque chose à quelqu'un. Hoặc là conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. Ở trên thì chúng ta thấy là khuyên ai một cái món đồ gì. Conseiller quelque chose à quelqu'un. Ở dưới là khuyên ai làm chuyện gì. Ở đây chúng ta thấy là qu'est-ce que vous me conseillez là theo cấu trúc thứ nhất, bạn khuyên tôi cái gì. Ví dụ là chúng ta bị đau ốm, bị có một cái sự cố gì về sức khỏe đó, thì mình hỏi bây giờ bạn khuyên tôi cái gì, là phải đi uống thuốc hay đi tập luyện hay là như thế nào đó, hoặc là mình muốn mua một cái món hàng gì thì bạn khuyên tôi mua cái gì. Qu'est-ce que vous me conseillez. Ở đây chúng ta thấy tất cả đều dùng đại từ nghi vấn cơ. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu manges? Tất cả đều là đại từ nghi vấn cơ. Qu'est-ce que tu deviens? Và trong tất cả các câu trên cũng như vậy, đều là đại từ nghi vấn. Và sau đây chúng ta làm 10 câu tập đặt câu rất là đơn giản. Chúng ta dùng đại từ nghi vấn cơ. Và trước hết, một vài câu hỏi của thầy thuốc. Một vài câu hỏi của thầy thuốc. Thầy thuốc là bác sĩ, các nhân viên y tế khi gặp chúng ta thì đều hỏi những cái câu như thế này. Quelques questions des médecins. Các thầy thuốc khi gặp bệnh nhân thường thường hỏi như thế này. Quelques questions des médecins. Chào ông, xin mời ông ngồi. Nào, ông có chuyện gì vậy? Thầy thuốc khi thấy một bệnh nhân bước vào trong phòng mạch của mình thì bonjour monsieur, asseyez-vous. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Và bây giờ hỏi, ông có chuyện gì vậy? Nào, có chuyện gì vậy? Chúng ta thấy, alors, nào, alors. Qu'est-ce qui se passe? Chúng ta thấy qu'est-ce qui se passe? Chuyện gì xảy ra vậy? Để chúng ta hỏi bằng đại từ nghi vấn là cờ này. Cái gì đã xảy ra cho ông vậy? Bonjour monsieur, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chúng ta có thể dùng cách khác. Xin mời ông vào. Entrez monsieur. Entrez monsieur. Tức là chúng ta đi vào trong phòng mạch đó, thì thay vì vào thẳng trong phòng mạch thì chúng ta phải ngồi phòng chờ.
Và tới phiên mình thì bác sĩ đi ra nói: "Xin mời ông vào, entrez monsieur." "Ông bị làm sao vậy?" "Qu'est-ce qui ne va pas?" "Qu'est-ce qui ne va pas?" Từ aller, aller đây có nghĩa là nó hoạt động tốt, có cái gì nó không hoạt động tốt. Chúng ta cũng dùng để từ nghi vấn cơ. Entrez monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? "Cháu ông, chuyện gì xảy ra vậy?" "Bonjour monsieur." "Chào ông." "Bonjour monsieur." "Qu'est-ce qui s'est passé?" "Qu'est-ce qui s'est passé?" Để chúng ta thấy có hai câu dùng động từ se passer. Động từ trên thì người ta dùng thì hiện tại. Động từ câu ở dưới người ta dùng động từ se passer ở thì quá khứ, thì nó có một chút cách sử dụng khác nhau. Chuyện gì xảy ra vậy thì bác sĩ không nhìn thấy, chỉ biết là người này tới phòng mạch của mình là có vấn đề thì hỏi qu'est-ce qui se passe, ông ta không nhìn thấy gì hết. Và trong câu này ông ta nhận thấy, chẳng hạn là chúng ta đi không có đi khập khệnh ấy, hoặc là cái tay có vẻ như bị đau, hoặc là chân đầu có một cái vết băng vân vân, thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Ở trên không nhận thấy, ở dưới nhận thấy. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Nó khác nhau một chút về động từ ở quá khứ và hiện tại. Và trong câu số 2 này hỏi thăm bệnh tình của nhau, tức là hai người quen với nhau, không hẳn là một thầy thuốc, hai người quen nhau. "Tôi có hẹn với bác sĩ chiều nay." J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Chiều nay tôi có hẹn với bác sĩ. Tức là người kia rủ mình đi làm cái gì, mình nói tôi không có rảnh, tôi có hẹn với bác sĩ. Bạn bị sao vậy? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ở đây người ta dùng động từ avoir, không phải là có, tức là sở hữu cái gì. Nhưng mà bạn bị sao vậy mà phải đi gặp bác sĩ? Thì người kia nói là tôi bị cảm. Je suis enrhumé. Tôi bị cảm. J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumé. Tôi bị cảm. Thưa bác sĩ, tôi phải làm gì nếu tôi muốn sống lâu trăm tuổi? Đây là một cái câu ở trong một cái bài không có thật. Ở đây người ta nói lên một cái bài vui thôi. Thưa bác sĩ, doctor, tôi phải làm gì? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Nếu tôi muốn sống lâu trăm tuổi, si je veux vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans là 100 tuổi. Docteur, que dois-je faire si je veux vivre jusqu'à 100 ans? Thực sự câu này không ai đi vào phòng mạch để hỏi bác sĩ hết. Đây là trích ở trong một bài đối thoại vui. Ông bác sĩ cũng nói là bạn phải nghe lời bác sĩ thế này thế kia. Docteur, que dois-je faire si je veux vivre jusqu'à 100 ans? Câu số 4 là hai câu trao đổi giữa một người mẹ với một người con. Bà mẹ hỏi con gái của mình tên là Louise. Louise, con đã đi chợ chưa? Louise, as-tu fait ton marché? As-tu fait ton marché? Faire le marché là đi chợ, mua. As-tu fait ton marché? Và đi mua rồi thì mua cái gì đây? Qu'est-ce que tu apportes? Apporter đây là mang đến, đây là mang từ chợ về nhà. Qu'est-ce que tu apportes? Và mẹ hỏi đứa con gái của mình, Louise, as-tu fait ton marché? Qu'est-ce que tu apportes? Thì cô con gái trả lời là, đây, voilà ce que j'ai acheté. Đây là những cái gì mà con đã mua này. Và liệt kê ra, mua bánh mì này, du pain, 2 lít, 2 lít de vin, 2
lít rượu vang và hai chai et de bouteille d'eau minérale, nước khoáng. Louise, as-tu fait ton marché? Qu'est-ce que tu apportes? Người ta cũng dùng đại từ nghi vấn cơ. Và đứa con gái trả lời, voilà ce que j'ai acheté. Đây là những gì con đã mua này. Du pain, 2 litres de vin, 2 bouteilles d'eau minérale. Câu số 5, ở đây giữa hai người, có lẽ là hai người đang yêu nhau đó. Hoặc là hai vợ chồng. Mathieu nói là em muốn gì để ăn sáng? Muốn trà hay cà phê? Em muốn gì để ăn sáng? Muốn là động từ vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Thích trà, du thé ou du café? Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé ou du café? Và trong câu hỏi người ta cũng dùng đại từ nghi vấn cơ. Em muốn gì? Thì Agnès trả lời là cho em nước trà đi. Du thé, s'il te plaît. Du thé, s'il te plaît. Câu số 6 diễn ra trong một tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa là une épicerie. Une épicerie. Trong này bán đủ mọi thứ hết á. Có rất là nhiều mặt hàng. Và người bán hàng là bà chủ tiệm hay người bán hàng là une épicière. Épicerie, épicière. Bà bán hàng hỏi như thế này. Ông mua gì cho tôi? Épicière. Bà cần mua gì cho tôi vậy? Qu'est-ce que vous m'achetez? Qu'est-ce que vous m'achetez? Ở đây chúng ta cũng dùng đại từ nghi vấn cơ. Qu'est-ce que vous m'achetez? Bạn mua gì cho tôi? À, cho tôi hai gói cháo ăn liền. Đây là hai gói cháo. Donnez-moi deux potages espresso. Bà chủ cũng dùng đại từ nghi vấn. Qu'est-ce que vous m'achetez? Donnez-moi deux potages espresso. Chúng ta biết là có những cái loại người ta làm sẵn như thế này bằng dây chuyền công nghệ đó. Ở đây có đề là potage espresso của thương hiệu Knorr. Chúng ta mua về rồi chỉ việc đổ nước sôi vào thì sẽ có một cái món ăn ngay. Như vậy chúng ta gọi là espresso. Câu số 7 diễn ra ở trong một cái nơi phải ghi danh. Ghi danh học cái gì đó. Tôi phải làm gì để ghi danh? Tôi phải làm gì? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Động từ ghi danh là inscrire. Ở đây chúng ta dùng với ngôi thứ nhất. Tôi phải làm gì để tôi ghi danh? Thì chúng ta động từ ghi danh là s'inscrire. Bây giờ chúng ta phải đổi cái đại từ phản thân s này thành ra ngôi thứ nhất để cho nó tương xứng với cái ngôi thứ nhất và động từ chính. Động từ chính là je là ngôi thứ nhất số ít. Ở đây chúng ta cũng phải đổi thành đại từ của ngôi thứ nhất số ít. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Đây là câu hỏi và chúng ta dùng đại từ nghi vấn cơ. Thì khi trả lời là bạn phải mang tới, vous devez apporter, vous devez apporter, vous devez apporter một giấy khám sức khỏe. Chúng ta gọi là giấy khám sức khỏe, thực sự là giấy chứng nhận sức khỏe. Un certificat médical. Certificat là một giấy chứng thực về y tế. Un certificat médical. Và một tấm hình căn cước. Et une photo d'identité. D'identité. Thế thôi, c'est tout. Chỉ cần mang hai thứ này tới, c'est tout. Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout.
câu số 8 chúng ta thấy đây là những cái câu nói trao đổi giữa hai người bạn với nhau lâu ngày không gặp. Ô kìa Clément, bạn sao rồi? Chiêng Clément. Chiêng là khi chúng ta nói một cái chuyện gì mà mình không có mong chờ, mình không có mong gặp người này mà tự nhiên gặp. Chiêng Clément, bạn sao rồi? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Và chúng ta đã nói ở phần trên là dùng cái cách nói qu'est-ce que tu deviens là dùng để hỏi thăm về cuộc sống của người đối thoại sau một thời gian mình không gặp. Như vậy hai người bạn này lâu ngày không gặp nhau, Chiang Clément, qu'est-ce que tu deviens? Chúng ta cũng dùng đại từ nghi vấn cơ. Thì người kia nói là mình đi làm rồi. Moi, je travaille. Tôi đi làm rồi. Moi, je travaille. Thế còn bạn, et toi? Thế còn bạn thì sao? Thì người kia nói là mình vẫn còn đi học. Moi, je suis encore à la fac. Fac đây là viết tắt của la faculté. Faculté là một trường đại học. Và người ta nói tắt là fac. La faculté là một phân khoa đại học. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi, je suis encore à la fac. Câu số 9, chúng ta thấy câu này là diễn ra ở trong một cái văn phòng đi tìm việc. Một người bước vào trong một văn phòng tìm việc và người nhân viên sẽ chào. Chào cô, mời cô ngồi, tôi có thể giúp gì cho cô? Và chúng ta để ý danh từ văn phòng làm việc, nếu là của tư nhân thì chúng ta gọi là une agence de recrutement. Recrutement là do động từ recruter, tức là tuyển dụng, văn phòng tuyển dụng việc. Ở đây người ta sẽ đề xuất ra một số công việc, mình tới đó mình tìm việc. Nhưng mà nếu tới văn phòng của chính phủ thì bây giờ chúng ta gọi là France Travail. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024, tức là cách đây mới có mấy tháng thôi, thì chúng ta thấy có cái tên mới là France Travail thay cho Pôle Emploi. Trước đó gọi là Pôle Emploi, là nơi người ta đề xuất cho các công việc cho những người thất nghiệp. Pôle Emploi. Nhưng mà kể từ mấy tháng nay thì cơ quan này vẫn làm những công việc đó nhưng mà đổi tên là France Travail kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024, tức là từ 5-6 tháng nay. Còn chúng ta có những văn phòng tư nhân là une agence de recrutement. Thì bây giờ người nhân viên chào, chào cô, bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, người đi xin việc thì còn trẻ. Bonjour mademoiselle, asseyez-vous, asseyez-vous. Tôi có thể giúp được gì cho cô? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ở đây chúng ta cũng thấy là dùng đại từ nghi vấn cơ này. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Thì người tới xin việc chào. Bonjour madame. Tôi đang đi tìm một cái công việc là thư ký giám đốc, trợ lý cho giám đốc. Je suis à la recherche d'un poste, poste là vị trí làm việc, de secrétaire de direction. Bonjour madame, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction. Ở đây chúng ta thấy dùng cách être à la recherche de thì cũng giống như là động từ chercher thôi. Thì chúng ta có thể dùng từ chercher cũng được. Je cherche un poste de secrétaire de direction. Và câu cuối, bạn thích gì trong công việc bạn đang làm? Tức là hai người đang trao đổi tâm sự với nhau. Bạn thích gì trong công việc bạn đang làm? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Tức là người ta đang kể chuyện việc làm với nhau á. Thì người kia hỏi bạn đi làm cái đó thì bạn thích gì trong công việc của họ? Thì người kia nói là j'aime, tôi thích, j'aime le contact avec mes étudiants.
Tôi thích cái công việc là tiếp xúc với các học viên của tôi. Je les écoute, tôi lắng nghe họ. Tôi nói chuyện với họ. Je parle avec eux. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Ở đây chúng ta cũng dùng để từ nghi vấn cơ. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Thì người kia trả lời là j'aime le contact avec mes étudiants. Le contact là sự tiếp xúc. Như vậy người này đang làm công việc đào tạo. J'aime le contact avec mes étudiants. Je les écoute. Tôi lắng nghe họ nói. Je les écoute. Rồi tôi lại nói với họ. Je parle avec eux. Tôi nói chuyện với họ. Vậy chúng ta thấy đây là công việc của dạy học. Và cái người hỏi cũng dùng đại từ nghi vấn cơ. Và qua bài này chúng ta đã học chức năng đầu tiên của chữ cờ. Đó là một đại từ nghi vấn. Pronoun interrogative. Chúng ta đã cho một số câu ví dụ và cũng đã làm một số câu bài tập. Và rất là đơn giản, chữ cờ này đi với một ngoại động từ trực tiếp là chúng ta sẽ dùng cờ. Xin chào tất cả mọi người.